bạn đã biết, Riot sợ người chơi mất công người khủng long xong rồi bán nhầm thì lại khóc. Đây là ở bản cập nhật 13.15 này, thì chúng ta không cần phải phân vân xem là nên bán hay là giữ lại đó nữa, mà chỉ cần tích chuỗi thua, nổ hũ là sẽ tự động nhận được vật phẩm luôn. Nghe giống thần tài mua 4 nhỉ? Quà của TH theo các mốc thì mình sẽ để phần comment cho anh em nghệ thủ tham khảo nhé. Còn chi tiết về các thay đổi của khủng long và các thay đổi khác thì các bạn cứ lên thẳng web của Riot Games mà đọc. Quên, xin chào các bạn, đây là series chơi cờ với nắng. Xin gửi đến các bạn một trận đấu nuôi khủng long 50 số đầu tiên của mình ở 13.15. Sẽ là một chuỗi thua dài và đau, nhưng mà cũng là một cú nổ hũ mãn nhãn và một màn dãy chết lật kẹo thành công xuất sắc đấy. Các bạn đã thắt dây an toàn hết chưa? Mình vào game ngay đây. Nuôi khủng long thì thứ cần nhất chắc chắn là máu rồi. Mình chọn luôn Legend Pengu cho ván đấu này và khởi đầu với vùng đất không quá lạ lẫm, Ionia tàng thư thiên phận. Nhặt luôn một hộp quà xanh và một hộp quà xám rơi ra từ loa quái đầu tiên. Nhưng mà đấy không phải là tiền hay đồ, mà là phun tướng. Trong đời có một con tướng 3 tiền, anh em nghệ thủ nhìn phát mê ngay, chính xác là JC. Mình cho nó vào sân cùng Chitana để đép. Hôm qua sáng mà rau quái tiếp theo là một con tướng 3 tiền, mình tranh thủ bán luôn trong rau để tích 10 đồng. Đến đây đã thấy mùi đỏ đỏ rồi, nhưng mà game không dừng lại ở đấy. Rau quái thứ 3 mình nhận được hai con tướng 3 tiền, trong đấy có Eco, mảnh ghép thứ hai trong bộ Peterverse mà mình đang hướng tới. Thế này là khủng long chọn mình rồi đúng không các bạn? Đéo. Nâng cấp vàng đầu tiên chắc chắn là mình phải chọn nhỏ nhưng có võ để nuôi khủng long to nhất có thể rồi. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, Vi xuất hiện trong cửa hàng ngay sau khi mình chọn lõi và mình không cần phải rơi bất cứ một đồng nào để có được TH. Phải nói là một khởi đầu không thể hoàn hảo hơn. Tất nhiên là để đánh chuỗi thắng thì mình sẽ không áp cấp và bán hết các tướng hàng chờ đi cho đủ 20 tiền. Check qua một lượt thì mình thấy cũng có khá là nhiều nhà yếu nên là phải thật cẩn trọng, sai một ly là đi một sải đấy. Nhà đầu tiên mình gặp chỉ với hai đấu sĩ với cả hai Jin một sao thôi, nhưng mà đồ thì họ lắp rồi, về số lượng và chất lượng thì đều hơn bài mình nên là mình thua hẳn ba chép luôn. Nhà tiếp theo còn thua nguyên sàn cho cẩn thận cơ, ba hư không cộng với Swain full một sao, nhưng mà xếp ngược bên nên là mình không clear được bất kỳ một chép nào cả. Lobby của cái nhà kia đang Eco vẫn là một bà sợ vãi. Trộm vía là mình không gặp ông ý mà gặp cái nhà lối đi riêng. Mình vẫn tiếp tục thua 4 chép vì không hạ gục nổi Warwick. Và còn lại 82 máu sau 3 vòng đấm nhau. Được đi chợ sớm nhất và giữ rất là nhiều sự lựa chọn 2-3 tiền ngon, thì mình đã chọn cái váy trên người Kata để tối ưu cả công lẫn thủ. Cái váy này thì có thể lắp được huyết kiếm với cả đồ tanh nữa. Máu vẫn đang được hồi nhỏ giọt từ lõi. Mình bó cận check cái nhà 3 chép ban nãy thì thấy họ cũng bỏ thêm set 2 vào sân rồi. Thở phào nhẹ nhõm, yên tâm bỏ thêm Rakshai vào sân để hy vọng là clear thêm bớt chép. Nhưng mà không như mình nghĩ, 2.5 là một nhà Noxus xếp bài khá là rời rạc, làm nhà mình mỗi con đánh một tướng khác nhau, thua hẳn 5 chép mà. Nghi ngờ nhân sinh, mình check thấy cái nhà có thể thua nhất vừa bỏ tướng ra khỏi sân. Nhưng may là chưa có duyên gặp, mình gặp cái nhà có lõi cầu hồi phục 5 chép nên là lại nguyên sàn. Sau chuỗi thua đã có hồi máu từ lõi thì mình còn 70 máu, nhưng mà không gì phải lo hết, máu vẫn đang hồi, còn tiền thì mình tích được hẳn 60 rồi ghê không? Người đã trả cho mình một nước mắt, một gậy, một đai, một váy, một kiếm, một cung, lại quá là tuyệt vời. Đồ rơi ra không trùng mảnh nào, lại còn toàn là đồ mình cần nữa. Chắc đây là bù đắp cho mấy cái round đầu mình chỉ có mỗi cái DF đấy. Nhà mà khiến mình lờ thấp thỏm đứng lên ngồi xuống suốt 5 round vòng 2 chấm, giờ cũng update thêm khá là nhiều 2 sao rồi. Tuyệt vời, đúng người đúng thời điểm. Gặp nhau ở 3 chấm khi mà ông anh đã khỏe, còn bài mình thì đếch có đam. Nhưng mà 6 chết thì cũng hơi đau. Tiếp tục là lõi vàng, tiếp tới trang bị là cái lõi mà mình không cần nhất. Tầm này chỉ có lõi đánh nhau hoặc là lõi liên quan đi khủng long thôi, nên là mình roll cái lõi này đầu tiên. Nó ra mầm bệnh cũng khá là ổn. Quá kỹ ra cường cũng là một cái lõi tốt để mình có thể đi theo hướng ra ult sau khi đã đổ hũ. Cầu hồi phục thì ca không chê vào đâu được, nhưng mà mình muốn tìm sách chọn ấn hay là trái tim Peterborough cơ, rồi cả hai cái này. Tiếc là nó ra hai cái lõi chả liên quan lắm, tại vì có mầm bệnh là cái lõi đánh nhau khá là ok rồi nên là mình mới dám roll như thế. Chứ nếu mà an toàn thì mình lấy cầu hồi phục rồi, muốn cống hiến một ván 6 Peterborough nhưng mà game không tạo điều kiện thì thôi. Hẹn các bạn một video khác. Nhưng mà cái sự cống hiến này xứng đáng nhận một like đúng không? Các bạn like đi chứ chờ gì nữa. Giờ thì các nhà đều thắng bài mình rồi nên là mình yên tâm bỏ Zenith vào và lắp đồ cho nó. Chắc là không có ai đòn mình bằng cách bỏ tướng ra nữa đâu. Nhà này khá là yếu nhưng mà nhà mình còn yếu hơn mới chịu ơ. Mình đép được 3 chép và chỉ thua 2 chép thôi. Nhà này đi 6 phù thủy, mình không cả giết được Orianna nên là vẫn thua full house và còn lại 41 máu. Đồ đao cũng khá rồi nên là mình hút của Javan ở chợ để hướng tới đồ tanh. Mà cái con này kẹp vào sân cũng ngon nữa. Ông này lối đi riêng trông yếu yếu nên là mình chưa áp gấp vội, thả thua thêm 1-2 chết còn hơn là nổ hũ ngay bây giờ. Sớm quá đúng không các bạn? Hình như là mình đánh giá ông này hơi thấp rồi nên là bị ông ấy đấm cho hiểu vấn đề luôn, ép được đúng 1 chết. Hơn 100 tiền cũng nhiều nhiều so với máu rồi, mình áp 7 luôn cho nó run. Nhưng mà thế nào lại gặp đúng cái nhà Noxus đã có carry 2 sao full đồ. Mình chỉ clear được 1 chết thôi và máu còn lại là 21. Các bạn đừng lo lắng, có một vị cao nhân ông Hoàng nút đen nào đó từng nói là một máu vẫn còn nhiều anh em ạ, nên là vẫn chiến được. Tầm này thì khủng long 40 số rồi, tiền thì cũng đủ lên 8. Nhưng mà lên xong tiền đâu để lôn thì mình không biết, nên là chắc mình sẽ lôn 7 rồi các bạn. Nãy người đá cho hơi nhiều đồ nên là giờ bầy sói kẹt xỉu cho mình có mỗi một mảnh của đai máu với cả ba của tướng 2 tiền.
Roll số còn 20 tiền thì mình bắt được Zenith 2, Zaban 2, V2, JC2 và Ugot 2. Khá là ổn rồi. Mình sẽ thua thêm ở round này nếu được, với cái lượng chết ít nhất có thể. Và round sau thì mình sẽ roll mạnh để update bài còn nổ hũ nữa. Kịch bản đó đẹp, chỉ tiếc là thua hơi nhiều chết chứ không ít như mình nghĩ. Mình lắp vội giáp máu cho V, huyết kiếm cho Ugot. Nhà này đã có 6 dao hun rồi, quá mạnh ở 6.1. Còn mình thì thiếu đam quá nên là khi các tướng bên đấy còn ít máu thì mình cũng không clear được. Ghê quá luôn, chuỗi 11 và còn đúng 10 máu thôi. Lõi vào huy hiệu dao hun chắc là lõi đẹp nhất với mình rồi. Vì sau đấy thì mình mở ấn từ thành phố này ra là mình kích được 6 dao hun. Jerry có mặt để thay Zenith cầm đồ và được trao ngay dao hun hóa khuẩn. Ơ kìa, kịch bản lại đẹp. Nhà này 6 Ionia nhưng mà carry vẫn 1 sao vì họ đang xoay bài. Thế là bài mình có khả năng thắng nên là mình không nắp đồ vội. Và đây rồi, TX 56. Khủng long hóa to và rơi ra 6 hộp quà màu vàng lấp la lấp lánh. Mình nhặt hết rất nhiều đồ tanh, một giáp chết và quá trời là tiền luôn. Hũ này đã qua các bạn ơi, mình lên 8 luôn và có form 6 Zaun, 3 Pitover, 2 bắn tỉa, 2 dũng sĩ và 2 đấu sĩ. Đồ thì mình lắp được thêm cho Zavan, Uwat và Sejuani. Nổ hũ một cái là trở mình thay đổi giáp sơn luôn. Đầu tiên là cái ông đất sai đấu sĩ hư không này, nguyên nhà. Các nhà khác thì cứ từ từ rồi ai cũng sẽ có phần hết. Khỏe rồi nhưng mà vẫn được đi chợ sớm. Một chiếc cung tối ưu quyền năng cho Ugot là hợp lý. Hai nhà tiếp theo mình gặp cũng không làm khó được mình khi mà giờ bài mình gần như là mạnh nhất lobby rồi. Ngọn lửa vui trích là đầu tiên là thắp lên trên tên của mình trong cái ván đấu này sau cái chuỗi thua 11 dài đằng đẵng và cái màn dãy chết quá là thành công. Có thể là các bạn đã biết rồi, Zaun bây giờ có thể bỏ ra và kích hoạt trên người con tướng khác mà không cần phải bán đi nữa. Nên là mình cũng thay đổi một tí, hóa khuẩn cho Zavan, bộ giáp Hastic cho Ugot và mảnh ghép thích ứng cho Jerry. Rao chim cho mình một cái nước mắt với cả một cái giáp nữa. Nên là mình lắp luôn cái băng giáp cho Zavan để nó có thể nhảy ngay lập tức ở đầu giao tranh. Con ghẻ Jerry vì không chịu lên 2 nên là tạm thời sẽ đóng vai trò phụ đàm rồi. Có Hammer với Senna rồi nên là mình sẽ roll để thay lại form một tí. Đội hình bây giờ ra sân sẽ là giàn tay cứng cáp với Sejuani 2 giáp máu, Zavan 2 băng giáp, Ugot 6 dao ôn cực kỳ trâu. Và giàn tanh sẽ bao gồm 4 bắn tỉa cộng với cả Hammer để góp hiệu ứng cho team. Hủy diệt đối thủ 6 Ionia, giờ Kai'Sa vẫn còn 1 sao. Ra xua thì không khá hơn là bao nhiêu khi mà 2 sao nhưng mà 1 đồ không thể quẩy được. Gặp mình thì ăn đấm nguyên sàn là rõ. Lobby có thêm một kẻ dừng cuộc chơi và trận chiến giờ còn lại 5 người. Mình roll tiếp và mua thêm được 2 nâng cấp mô đun thu nhỏ cho Hammer. Giờ thì yên tâm để tích lại tiền rồi đấy. Một con quái vật của lobby đến giờ 5.2 rồi mà vẫn quá cháy 100 máu. Các bạn đoán xem là mình có phải đối thủ đáng gờm của cái ông Noxus full carry 3 sao đồ đẹp này không? Catalog Ugot của mình lên nhưng mà Zavan đã kịp thời yểm trợ với một pha đại địa chấn cực kỳ đẹp. Darius dù không bị choáng nhưng mà nó cứ mãi chơi đùa với Sejuani 2 giáp máu quá lâu, quá mất thời gian. Đến khi đại tướng Noxus bổ hết được các con tướng yếu thế rồi thì vẫn còn Ugot ở đó để kết liễu nó. Mình giành chiến thắng với 2 chép không quá áp đảo nên là mình vẫn cần phải tập trung để không bị thua với ông này. 5.3 thì nhẹ nhàng hơn, phù thủy nhưng mà nó lạ lắm, đan bằng mực 2 sao, lắc 1 và Ari 1. Sống được đến giờ phút này là giỏi đấy, để mình tiếp bạn về với tâm năng. Senna thứ 3 được khóa lại trong cửa hàng nhưng mà đi chợ thì mình vẫn nhặt thêm một Senna cầm kiếm súng về để bổ sung đồ cho chính nó. Ở ranh giới giữa cái chuỗi thắng 8 hoặc là mất chuỗi thì mình gặp một đồng chí cũng 6 dao rất là chất. Tiếc là bên đấy không có con khủng long to như nhà mình. Zavan nhảy rất đẹp nhưng mà xem bên đấy cũng không kém. Nó lao xuống nổ chết Jerry của mình rất sớm. Đam giờ sau chỉ còn lại mình Senna nhưng mà may là Ugot vẫn giữ lại được cái chuỗi thắng 8 cho mình. Ionia giờ cũng khá hơn rồi, update được carry 2 sao nhưng mà quá muộn. Mình tiễn ông này về với cái top 4 còn mình thì tiếp tục cháy. Hondo dòng ngạt tuổi cho thì mình mở ra và lấy cái diệt khổng lồ cho Jerry. Dù Jerry vẫn 1 sao, chắc làm sao được trùng bài roll nãy giờ không lên được 2. Mình bó cận xếp bài để không mắc sai lầm trước cái nhà Noxus. Ok luôn, Zavan nhảy thẳng vào gây khuẩn cho team địch. Còn Ugot thì lao ra sau câu kéo. Jerry xả đam cùng với cú khạc laser của TX thổi bay mọi thứ. Và máu của đối thủ thì cứ tụt xuống, còn máu của mình đi cứ tăng lên thôi. Ui dồi ôi, giờ Jerry nó mới chịu lên 2 cho mình yên tâm để tiến lên 9. Yên tâm hơn vì cái chuỗi thắng 11 của mình không bị đe dọa. Vì 6.2 chỉ là cái bóng của nhà Zaun thôi. Nãy là bóng, giờ mới là người thật đây này. Zavan là con tướng quan trọng nhất vì nó stun được đối thủ và làm chậm nhịp của team địch. Nên là mình phải xếp nó vào góc để không bị lốc. Ugot mới là con tướng bị lốc. Nhưng mà đây không phải là vấn đề. Zavan nhảy quá đẹp, nó làm choáng cả Ugot và Jerry bên kia luôn. Mặc dù ba băng rất khó chịu và Sion lao ra sau giết được Jerry, nhưng mà cú stun đẹp của Zavan đã giúp cho TX phụ một tay thổi bay team địch. Ngoài chuỗi thắng 12 còn dài hơn cả cái chuỗi thua 11 vừa nãy rồi. Ông kia lấy chùy nhanh vãi. Mất chùy xuyên phá rồi thì mấy cái đồ còn lại cũng không quá ngon nữa. Tôi thì lấy blue cho Senna để nó ra skill sớm để buff cho team, chắc là lựa chọn tốt nhất rồi. Lên level cao nhất và thêm Ash ở sân để kích Ferrozot. Sảnh ra cái là lấp lốc. Xong có Jerry luôn. Zava nhảy không đẹp lắm vì bên kia xếp bài để Azir với cả Darius né đi stun. Darius bổ rất nhiệt làm gọi luôn Ugot với cả con khủng long. Tuy nhiên là muốn tiếp cận được Jerry thì phải bước qua xác của Zavan. Và đại tướng Noxus đã không làm được điều đấy. Jerry tiếp đất và tiễn đại tướng ngủ sớm với cái top 3.
Trước khi ra đi thì đại tướng cũng không quên bổ cho người anh em của mình thêm một phát, cấu đi 13 máu đỡ mình một round. Ông kia có lốc nên là mình chỉ canh xếp bài thôi. Biết ngay mà chỉ dinh để lốc ra van. May là mình đổi chỗ kịp. Vẫn là cú úp lồng đẹp một phát 6 tướng từ ra van. Lần này thì Jerry được xếp vào góc, không phải ăn nổ mà chết từ sai hơn nữa. Không có gì cả trở để mình đập bông này còn 4 máu. Dòng Nga tuổi cho mình thêm kéo cho bóng tối cho Senna, vì nó cũng góp công khá là nhiều cho trận đấu này mà. Cả Hamer của mình cũng lên 2 rồi, vì trận đấu giờ chỉ còn là thủ tục thôi. Vẫn không quên đổi chỗ ra van để nó không bị ăn lốc mà săn đẹp một lúc 6 tướng. Senna bắn tạo giáp rất sớm để giúp tìm trâu hơn. Ugot tìm họ lượn ra sau nhưng mà gần như là không có khoảng trống. Sen cũng húc về phía Senna khi đã hạ gục bạn đầu tiên. Jerry tìm mình được freedom từ đầu đến cuối cùng cú khạc laser từ tí hết dọn sạch cái bàn cờ này. Sai ơi, top 1 với 15 trận thắng liên tục sau cái chuỗi thua 11 đã đủ để các bạn cho mình một like một share chưa ạ? Xem đến đây rồi mà còn chưa like thì quá xứng đáng ảnh chỉa 3 ngày luôn nhá. Người ta chơi hay đi kia cơ mà. Nói chưa, chúc các bạn nuôi khủng long vui vẻ không chết yểu nhé. Bye bye.